Lịch sử dân tộc đã chứng minh đoàn kết tạo nên sức mạnh vô địch, đưa nước ta, dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nên những kỳ tích vẻ vang. Và ngay bây giờ, tình đoàn kết của dân tộc Việt Nam nói chung, tình đoàn kết của các đồng chí hội viên Hội Phụ Nữ huyện Vĩnh Tường nói riêng được thể hiện qua tiết mục Vũ Điệu Kết Đoàn với phần thể hiện của câu lạc bộ dân vũ xã Bình Dương. Quý vị vỗ tay thật lớn đi ạ.